Ok, bây giờ ấy thì khi mà các bạn muốn khắc ở bên này ấy thì bên này nó hơi trái tay một chút xíu, thì khi mà bên này đi thì các bạn vẫn phải xác định spine. Và khi mà các bạn đi cái bên đường bên này ấy thì là các bạn phải ngồi ở bên trên này của khách hàng, ngồi sit ở trên đầu này của khách hàng. Còn nếu khi bạn tập ở trên da giả ấy thì các bạn có thể quay cái da giả lại đối diện về phía bản thân của bạn nhé, thì quay lại ha. Đó, bây giờ là cái da giả sẽ ngồi đối diện thẳng vào cái bạn, vào cái bụng của bạn này ha. Thì cũng như liên tưởng là bạn sẽ đang ngồi ở trên đầu của khách hàng đó, đó khi mà bạn làm bên tay phải, bên bên lông mày bên phải của khách thì bắt đầu mình lại đi khắc sợi này. Sợi đầu tiên, sợi thứ hai, tiếp này, ok, từ cái đường spine này trở đi nhé là mọi người tập đi ở bên dưới trước. Đó, khi mà mọi người đi cái đường line bên dưới rồi thì cho nó dễ. Có nhiều trường hợp ấy, nếu như mà mình sợ và mình làm mất cái đường line này ấy, thì đi thẳng cái này ha. Dạch thẳng xuống luôn. Dạch từng như này này. Nhá. Để cho đánh dấu luôn, đấy là một cái đường line ha. Cái tiếp thứ hai này, đi từ dưới vòng bên đây, đó từ bên này này, bên dưới đi lên ha. Thì đi từ giữa này lên trên, ôm qua lưng, ôm qua lưng nhé. Còn cái bên trên này ha, đi vòng xuống này. Nhưng mà tuyệt đối không được đi như này nhé. Không được đi như này ha. Cái đoạn này chỉ trừ trường hợp khi nào mà đoạn đi đường quá thẳng thôi. Cái đường line đầu tiên này, đặt thẳng trên cái đường line của cái lông mày luôn.
khi mà đang làm ấy, dần dần là mọi người phải xoay dần dần cái latex này. Thì lúc đầu mọi người đang ngồi lên trên đầu của khách hàng đúng không? Dần dần mọi người sẽ phải nhích 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 cái latex, có nghĩa là đang chỉnh cái ghế của mình về làm ngay cái corner ở bên cạnh của khách hàng, có nghĩa về phía mang tai của khách hàng á. Nhưng mà cái này thì thực ra phải đến lúc mà làm ở trên lớp ấy, thì mình sẽ hướng dẫn dễ hơn. Còn bây giờ nói qua như thế này thì hơi khó, hơi phức tạp chút xíu. Ok, sau khi mà mình khắc xong như này rồi ha, sẽ lau đi. Rồi, bây giờ sẽ điền vào những cái chỗ, cái phần trống. Đây là ở phía cái bên lông mày này nhé. Còn nếu như mà mọi người, nhiều khách hàng họ muốn dày cái đằng đầu lông mày thì mình sẽ cho dày, nhưng mà đa phần là đằng đầu lông mày nó hơi bị thưa. Đó.